Chào Nó nhỏ thôi. các con đang nghe các con nghe thầy nói rõ chưa? Phương Thảo nghe thầy nói rõ chưa? Thưa Phương Thảo. rồi ạ. Rồi, thầy mời các bạn mở camera lên để mình học. Em chào thầy ạ. Chào các con. Trước hết là thầy mời các con mở camera để mình học. Mời bạn các bạn nào mà đang tắt camera thì mình mở lên nhá. Hôm nay thầy livestream cái buổi học của mình để cho nhiều bạn ở trên toàn quốc có thể học các cái bài toán mà mình đại học. Đấy, thế thì thầy đề nghị các con ấy là có cái giữ trật tự ở trong lớp nhá, để tránh trường hợp là mình đang bị gián đoạn cái buổi học. Thường thì ở thứ bảy thì các bạn vào hơi muộn, có lẽ là do cái thói quen là chúng ta ngày nghỉ nên là vào lớp hơi muộn một chút. Thì Kiên xin chào quý phụ huynh, các bạn học sinh và toàn thể các bạn trên ba kênh đang theo dõi livestream cái buổi học hôm nay trên ba kênh
Toán Thầy Kiên trên TikTok, Facebook và YouTube. Trước hết, Thầy Kiên xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh, các con và các bạn đã ủng hộ kênh Toán Thầy Kiên trong suốt thời gian qua. Trong thời gian vừa rồi thì Thầy Kiên cũng tương đối là bận, sắp xếp một số công việc, thế thành ra là ít tổ chức, ít livestream đến cộng đồng ở trên kênh TikTok, Facebook và YouTube. Rất mong các con và các bạn thông cảm. Trong thời gian tới thì Thầy Kiên sẽ thường xuyên sẽ cố gắng dành thời gian nhiều hơn để thường xuyên tổ chức các buổi livestream này để cho nhiều bạn có thể được theo học các cái chương trình của Toán Thầy Kiên, và cũng mong rằng là giúp cho các bạn có thêm được niềm yêu thích đối với môn toán, có thêm được kiến thức và những cái tham khảo bổ ích. Trong buổi học hôm nay thì các bạn sẽ cùng tham gia cái lớp học với lớp toán nâng cao lớp 4 cùng với các bạn trên Zoom, với cái nội dung là những gì đứng giữa hai số tự nhiên. Đây là một cái câu hỏi nó hơi lạ lạ tai một tí. Đấy, nhưng mà chính xác là chúng ta sẽ nghiên cứu về những cái gì, những cái yếu tố nào đứng giữa hai số tự nhiên, mối quan hệ của chúng, quy luật của chúng như thế nào, và vận dụng những cái đó để mà giải một số bài toán như thế này. Bạn nào mà chưa đổi tên thì mình đổi tên đi các con nhé. Thầy ơi, em đang xem cái buổi livestream của thầy trên YouTube ấy. Thế à? Con để trên Facebook. Cái xem, nếu mà bạn nào ở trong lớp Zoom ấy thì trực tiếp tham gia lớp Zoom thì để cho nó tập trung, đừng xem live stream. Chúng ta bắt đầu các con nhé. Một lần nữa thầy đề nghị các con, các bạn Phan Khang, Nhật An, Nguyên Trương, Hà Phương, Duy Anh, các bạn bật camera lên để mình tương tác. Em đang sáng rồi. Sao con? Em đang ăn sáng. À, chưa ăn sáng à? Đang ăn sáng à? Sáng đến giờ cũng uống có một hộp sữa, chưa nuốt thì vào bụng luôn đấy thầy. Bụng ạ. Từ khi mà mình học sáng thứ bảy ấy, thì mình phải cố gắng dậy sớm một chút, chuẩn bị trước đi, ăn sáng và chuẩn bị sách vở trước đi để tham gia giờ học cho nó đúng. Thì thầy thấy là cái con lớp của mình là học đấy. Thường thì chúng ta cũng học ở trường là vào 8 giờ đúng không, vào lớp, mà còn mình còn phải đi sớm đấy. Thế thì tại sao học ở nhà mà mình vẫn vào lớp muộn là thế nào? Không được nhá. Thế thì con phải cố gắng căn thời gian cho nó chuẩn. Cái kỹ năng quản lý thời gian nó rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với bài học nhá. Trước hết là thầy nói qua về cái bài tập của các con trong cái tuần vừa rồi ấy, thì thầy nhận được cũng khá là nhiều bài tập của các con gửi và thầy đã chấm. Thế thì về cơ bản thì cũng tương đối tốt, cụ thể thầy sẽ chấm cho con chi tiết đấy. Nhưng mà thầy muốn như này là có lẽ là để buổi hôm nay chúng ta dành thời gian để học những bài mới, kiến thức mới. Thế thì thầy sẽ gửi cho các con bài chữa bài tập
Trong tuần vừa rồi thông qua cái lớp Google Classroom nhé. Thế thì các con sẽ dựa vào cái bài chấm của thầy, và nếu bạn nào mà sai hoặc là muốn xem lại bài chữa thì mình sẽ xem ở trên lớp học Google Classroom. Các con nhớ chưa? Các bạn nhớ chưa? Vâng ạ. Ừ. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề mà các con nghe có vẻ nó hơi lạ lạ một chút, đúng không? Thế bây giờ thầy hỏi các con, đây là một câu hỏi thôi. Những cái gì đứng giữa hai số tự nhiên? Bạn nào các con có thể là mở mic lên trả lời thầy xem nào. Ở giữa hai số tự nhiên có những gì? Có những dấu gì? Hai, dấu chấm phẩy ạ. Dấu chấm có phẩy. Dấu chấm phẩy á. Dấu chấm phẩy. Giữa hai số tự nhiên cơ mà. Nửa số đó. Giữa hai số tự nhiên thì có cái gì? Có hiệu của hai số đó. Không, thầy tí nữa. Bạn Phạm Sơn Tùng chú ý này, phụ huynh của Sơn Tùng chú ý là thầy Kiên vừa nói là hôm nay sẽ dành để thời gian để học các bài mới, còn bài chữa thì thầy Kiên sẽ gửi video chữa bài thông qua lớp học Google Classroom nhé. Thế thì con sẽ xem bài chữa thông ở trên Classroom. Phạm Sơn Tùng nhé con. Rồi bây giờ thầy hỏi lại nhé. Là ở giữa hai số tự nhiên có cái gì? Nào, các con thử suy nghĩ xem có cái gì nào. Bây giờ thầy hỏi rõ hơn nhé. Thầy hỏi rõ hơn này. Ví dụ giữa số 2 và số 4 đi. Giữa số 2 và số 4. Và số 4 thì có cái gì? Số 3. Số 3. Có số 3. Có số 3. Như vậy là ở giữa hai số tự nhiên thì có các số tự nhiên khác. Đúng không? Đấy, có các số tự nhiên khác. Thế thì giữa hai số 2 và 4 thì có mấy số tự nhiên? Các con, giữa 2 và 4 thì có mấy số tự nhiên? Có mấy số? Có 1 thôi đúng không? Có một số tự nhiên. Một số tự nhiên nhá. Có một số. Một số đứng ở giữa. Thế ngoài ra thì còn có cái gì nữa không? Một số tập phân. Số tập phân chưa tính, chưa tính, chưa học đến, chưa xét. Còn có cái gì nữa nào? Còn có cái gì? Hai số này nó dính với nhau à? Có dính không? Nó có cái khoảng cách, đúng rồi, cái khoảng cách đấy, cái khoảng cách đúng không nào? Thế thì có mấy khoảng cách đây? Hai có hai khoảng cách, hai khoảng cách đây, hai khoảng cách. Như vậy là giữa hai số 2 và 4 nó có một số tự nhiên và hai khoảng cách. Thế giữa số 1, giữa số 2 và số 3 đi, giữa 2 và 3 thì có mấy số tự nhiên? Có mấy số tự nhiên? Không. Không có. Nó không có cái số tự nhiên nào cả. Đấy, không có cái số nào cả. Và nó có mấy khoảng cách? Một khoảng. Một. Hai. Một à, khoảng có một khoảng cách thôi, đúng không? Một khoảng cách. Rồi, thế giữa hai số 2 và 5 thì sao? 2 và 5. Nó có mấy số tự nhiên nào? Có hai số. Ba số. Ba số à? Mấy số đây? Ba số. Có hai số thôi, ba và bốn thôi, đúng không? Chỉ có ba và có bốn. Như vậy có hai số và có mấy khoảng cách đây? Có mấy khoảng cách nhỉ? Có bốn khoảng cách ạ. Ba, bốn khoảng cách à? Mấy? Có mấy khoảng cách đây? Có ba khoảng cách thôi. Nha, có ba khoảng cách. Vậy bây giờ ta sẽ đi nghiên cứu xem là thế thì ở giữa hai số tự nhiên ấy, nó có những cái gì? Nó có các số tự nhiên khác, các số tự nhiên khác, và nó có những khoảng cách. Ta sẽ đi nghiên cứu cái quy luật của các số tự nhiên đứng ở giữa này. Đấy, và
các cái khoảng cách này. Tóm lại cái bài hôm nay ấy, là mình đang nghiên cứu cái đó nhé, và vận dụng những cái đó để vào trong các cái bài toán thực tế của mình. Thế thì thầy vừa nói chúng ta vừa xem xét khá là nhiều cái tình huống. Thứ nhất là từ giữa số 2 và 3 thì không có số tự nhiên nào cả. Đấy, ở đây ta xét này là giữa số thứ nhất, giữa số đầu hay số thứ nhất đi, và số thứ hai, nghĩa là giữa hai số này, hay ta gọi đây là hai số, thì có ta xem xét cái mối quan hệ của hai số với số có bao nhiêu đứng ở giữa, số đứng giữa, số ở giữa, số đứng ở giữa. Đấy, đây là số đứng ở giữa và đây là số khoảng cách, số khoảng cách. Đấy, thì ta xem cái quy luật nó có quy luật gì nào. Bạn nào thử quan sát và phát biểu thấy xem nào. Giữa 2 và 3 thì có không số tự nhiên nào, không có số tự nhiên nào và có một khoảng cách. Giữa 2 và 4 có một số tự nhiên và có hai khoảng cách. Thế còn giữa 2 và 5 thì có hai số tự nhiên và ba khoảng cách. Đúng không? À. Số khoảng cách nhiều hơn số số số. Số khoảng cách nhiều hơn số hai một lần số ở giữa. À, số khoảng cách thì nhiều hơn số số ở giữa là 1. Đúng rồi, chính xác. Thế các bạn có nhận xét gì nữa không? Đang xem cái chiều hướng nó thế nào nhỉ? Giống như là bài toán trồng cây đấy. À, đúng rồi, giống như bài toán trồng cây. Khi mà các số nó càng xa nhau, đúng không? Càng xa nhau thì càng có nhiều số đứng ở giữa và càng có nhiều khoảng cách ở giữa. Đúng không các con? Thầy nói lại nhé, khi các số càng xa nhau, 2 và 3 là sát nhau, xa ra một tí, 2, 4, xa tí nữa. À, như vậy, càng xa nhau thì có càng có nhiều số đứng ở giữa và càng có nhiều khoảng cách. Như vậy là cái số có bao nhiêu số đứng ở giữa này và số khoảng cách này, nó phụ thuộc vào cái khoảng cách của hai cái số mà ta đang xét. Càng xa nhau thì những cái số này nó càng tăng lên. Đấy. Thế cái khoảng cách của hai số mà ta xét này, nó có một cái yếu tố gì mà giúp ta có thể tính toán được? Lấy tổng chi số. Lấy số cuối từ đầu. Lấy tổng chi số trừ đi hai. À, số cuối trừ đi số đầu à? À. Lấy tổng chữ số gì ạ? À? Trung Dũng. Chúng ta có một yếu tố mà ta xem xét được, đấy là hiệu của chúng. Đúng không? Đấy. Khoảng cách càng xa nhau tức là hiệu của chúng càng lớn. Khoảng cách càng gần nhau tức là gì? Hiệu của chúng càng bé. Thế thì ta đi nghiên cứu cái này nữa. Thêm cái yếu tố nữa là hiệu của hai số. Đấy. Giữa 2 và 3 thì hiệu bằng mấy? Hiệu bằng mấy đây? Bằng 1 ạ. 3 trừ 2 bằng 1. Giữa 2 và 4 thì hiệu bằng? Hiệu bằng mấy nhỉ? Bằng 2. 2 và 5 thì hiệu bằng? Bằng 5 3. Trừ 2 bằng 3. Ồ, vậy thì cái hiệu này nó liên quan gì đến cái số số đứng ở giữa này và số khoảng cách này? Bây giờ các bạn lại xem xét thêm yếu tố hiệu nữa nào. Cái số khoảng cách nó có liên quan gì đến cái hiệu đây? Nó bằng hay nó bằng nhau ạ? Nó bằng nhau. Vậy thì có bao nhiêu khoảng cách thì hiệu của nó là bấy nhiêu? Đúng không? Ngược lại, nếu hiệu của nó là bao nhiêu thì nó cũng có bấy nhiêu khoảng cách. Đấy. Thế còn cái số số đứng ở giữa thì như các con vừa nhận xét là ít hơn 1 được. Đúng không? Bây giờ ta thử xem nhé. Ta tăng thêm một chút nữa. À, những cái số lớn hơn một tí nữa, ví dụ như là giữa số 2 và số 100 nào. Bây giờ bạn nào cho thầy biết nào, nó có bao nhiêu số đứng ở giữa, có bao nhiêu khoảng cách thì ta làm thế nào? 98 khoảng cách và 97 số đứng ở giữa. Thầy hỏi bạn Duy Anh xem nào, có bao nhiêu số có bao nhiêu khoảng cách nào?
Duy Anh, mở mic lên, mở camera lên. Giữa số 2 và số 100 nào, Duy Anh xem cho thầy là có bao nhiêu khoảng cách thì ta làm thế nào? À, Duy Anh. Bạn Nguyên Trương nào. Duy Anh bật camera thường xuyên nhé. Nguyên Trương. Ngọc Thành bật camera lên. Hà Phương, Phạm Sơn Tùng, Nhật An, Hoa Tạng. Bật lên con. 97 khoảng cách. Bao nhiêu? 97 khoảng cách á? Con làm cách nào con ra 97 khoảng cách? Con lấy 100. Con lấy 100 trừ đi 2 xong trừ đi 1. 100 trừ đi 2 thì con được cái gì? 98 khoảng cách ạ. À, 100 trừ đi 2 thì con được 98. Đây chính là hiệu của hai số, đúng không? Trừ đi 1 thì đấy. Số hạng ở giữa. Thế thì nếu hiệu là 98 thì có bao nhiêu số đứng ở giữa đây? 97. Có mấy số đứng 97 ở giữa? À, 97 số đứng 97. Ở giữa thôi. Và có bao nhiêu số khoảng cách đây? À, 98 khoảng cách. Đúng không? Đấy. To hơn tí nữa nhá. Giữa số 2 và số 1000 xem nào. 1000 nào. Giữa 2 và 1000. Nào, hiệu bằng bao nhiêu? Bao nhiêu khoảng cách? Bao nhiêu số đứng ở giữa? Bạn Nhật An lại tắt camera rồi, cho thầy biết nào. Bạn Phạm Sơn Tùng bật lên, Ngọc Thành bật lên, Nguyên Thương bật camera lên. Nào thầy hỏi bạn Nhật An nè, có bao nhiêu số đứng ở giữa đây? À, Nhật An phần trước. Vì anh tắt mic. Có 997 số, có đúng không các con? Làm thế nào để biết được có bao nhiêu số? Ta tìm cái gì? Đúng rồi, chúng ta tìm hiệu. Lấy 2, 1000 trừ đi 2 thì bằng 998. Đây là hiệu, đúng không? Vậy thì ta suy ra là có 997 số đứng ở giữa và có 998 khoảng cách. Đấy. Đây là cái quy luật nhá. Bây giờ các con hình dung như này, lúc này từ nãy đến giờ là mình chỉ xét cái số đầu tiên là 2 tăng dần lên. Thế nếu như cái số đầu tiên nó khác đi một tí, ví dụ như đầu tiên là 100 đi cho đến 2100 đi chẳng hạn như thế. Từ 100 đến 2100 thì có bao nhiêu số đứng ở giữa và có bao nhiêu khoảng cách? 1999 số đứng ở giữa và có 2000 số khoảng cách và hiệu. À, chúng ta lấy hiệu thì ta được chẵn 2000 và bớt đi 1 thì ta được 1999 số ở giữa, đúng không? Thế còn chúng ta có 2000 khoảng cách. Đấy. Chính xác nhé. Yeah. Bây giờ lúc nãy có bạn hình như là thầy. Con nhìn thấy bạn ấy xì thế ơi. Con chỉ thấy màn hình. Thấy cái ảnh của thầy. Thấy hình ảnh thầy. À. Sao cả hai đều đặt cái tài liệu của thầy với lại cái cửa thầy. Bây giờ các bạn đã nhìn thấy thầy chưa? Rồi ạ. Lúc nãy thầy có nghe bạn nào nói, thầy quên mất không ghi. Các con phải nhớ nhắc thầy ghi nhé, chứ không quên đấy. Đó, bây giờ thầy ghi rồi. Tao cũng quên. À, thế thì vừa lúc nãy thầy có nghe bạn nào nói là có cái này nó giống giống cái gì nhỉ? Giống giống cái gì? Giống cái công thức rồi chứ. Có công thức ở trước nhưng nó có bài toán gì? À, bạn Trung Dũng nói là có cái bài toán trồng cây. Bài toán trồng cây. À. Cái bài toán trồng cây có nhớ không? À, bài toán trồng cây nhá. Thế thì chúng ta sẽ vận dụng cái bài toán trồng cây này để đi giải thích xem tại sao nó lại có cái quy luật này. Để ta hiểu rõ hơn, đúng không? Bây giờ ta xem nào, thử xem.
thử xem giải thích xem nha. Bây giờ để mà giải thích được ấy, thì thầy sẽ lấy một cái ví dụ rất là cụ thể. Đây, 2, 3, 4, 5. Tức là thầy xét giữa hai số 2 và số 5. Đấy, giữa 2 và 5. Bây giờ thầy chúng ta xét xem là có bao nhiêu, tức là hiệu của chúng là bao nhiêu thì ta tìm được, đúng không nào? Thế bây giờ ta xem này, cái hiệu của hai số này ấy, cái hiệu của chúng ấy, nó đúng bằng khoảng cách. Đấy, khoảng cách từ 2 đến 5. Từ 2 đến 5. Tức là nếu muốn tính hiệu, muốn tính khoảng cách từ số nào đến số nào, ta cứ lấy hiệu thôi. Thế còn ở giữa chúng thì có hai số 3 và 4. Ta coi đây là hai cái cây đi. Giả sử ta coi những cái số đứng ở giữa là hai cái cây và được trồng ở trên đoạn đường từ 2 cho đến 5. Đấy. Nhá. Ta coi 3 và 4, những số đứng ở giữa là hai cái cây được trồng trên đoạn đường từ 2 đến 5. Đúng không? Vậy thì chúng ta có từ 2 đến 5 nó có bao nhiêu cây? Ở đây 2 và 5 không phải là các cây nhé. Từ 2 đến 5 có bao nhiêu cây? Có mấy cây? Có 2 cây. Đấy, có 2 cây. Có bao nhiêu khoảng cách? Có 3. Có mấy khoảng cách nhỉ? À, có 1, 2, 3 khoảng cách. Đấy. Và hiệu của chúng thì bằng 5 trừ đi 2. Mỗi khoảng cách bằng bao nhiêu? Mỗi khoảng cách bằng 1. Đúng không nào? Bây giờ công thức của bài toán trồng cây cho chúng ta cái gì? Nào các bạn cho thầy biết nào. Số cây ở cách là mình xác định xem đây là trường hợp có trồng cây hai đầu hay không? Không. Có. Trường hợp này, trường hợp này thầy nói lại là số 2 và số 5 không được xem là hai cây. Đấy, chúng ta chỉ xét những cây đứng ở giữa. Hình như là các con vừa bị văng ra ngoài à? Có phải không? Không rồi, vẫn là 18 rồi này. Con có bị văng đâu thầy. Con không bị văng đâu. Con đâu bị văng đâu thầy. Không à, thế à? Thế thì cái máy của thầy nó có vấn đề gì không nhỉ? Con bị văng thôi. Chắc có vấn đề, thôi đi sửa đi thôi. Không phải em ấy. Và bây giờ thì rồi, con bảo xem nào. Các con chờ thầy một chút nhé. Vì cái vừa được xong thôi. Và gì vậy ta? Con vừa thấy một cái gì đó. Tức là thầy đang muốn để mà các bạn nhìn thấy cái bảng của thầy ấy. Con lấy thôi bà thôi. Các bạn và các con thông cảm là một chút, bởi vì trong thời gian này là thầy Kiên đang có một mình thôi, làm việc có một mình, thành ra là hơi nhiều cái thao tác kỹ thuật. Em đang coi livestream của thầy á thầy.
Các con chú ý một chút là có một số bạn đăng nhập vào trong cái lớp Zoom. Có một số bạn là đăng nhập vào cái lớp Zoom nhưng mà lại không có tên. Đấy, và hiện nay là đang cố tình điều khiển cái cuộc họp của mình, không hiểu là lý do vì sao đây. Thôi, có các bạn gì mà sánh le sánh lét rồi. Cứ ai thì nhìn này. Kìa, sánh le sánh lét rồi. Nó coi live stream của thầy á thầy. Các con chờ chờ chịu khó chờ thầy một chút nhé. Các con đã nghe được chưa? Rồi ạ. Các bạn đã thấy nghe được chưa?
À, thầy xin lỗi các bạn vì vừa rồi nó có một chút trục trặc, với lâu lâu rồi thầy không livestream nên thành ra là có những cái kỹ thuật trục trặc kia mà nào. Bạn nào đáng thương biến mình. Có những cái kỹ thuật mà thầy hơi lạ một chút. Rồi, ta tiếp tục nhé. Thế thì lúc nãy các con có nói đến bài toán trồng cây, trong đó thứ nhất là ta xét đến trường hợp trồng cây. Trường hợp trồng cây thì bài toán trồng cây ấy, của ta ấy, là bài toán mà chúng ta có hai trường hợp, thực ra là có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trồng cây hai đầu, đúng không? Trồng cây không đầu và trồng cây một đầu. Đấy, còn một trường hợp nữa là trồng cây trên đường khép kín. Nhưng mà thôi ta xét, đây chính là trường hợp nếu như ta không tính những hai số đang xét. Đấy là số 2 và số 5. Đấy, đây không phải là hai cái cây thì chúng ta có hai các cây ở đây là trường hợp là không trồng hai đầu. Không trồng hai đầu. Không trồng hai đầu. Đấy. Thế thì khi mà không trồng hai đầu thì ta có cái quy tắc hay là ta có mối quan hệ giữa số cây và số khoảng cách. Bạn nào nhớ không? À, số cây và số khoảng cách như thế nào nào? Khi đó số cây và số khoảng cây cách hơn số khoảng cách cách là phải số hơn lớn hơn số cây ạ. Số cây ít hơn đúng không? Hay số khoảng cách lớn hơn? Số cây là số cây ít hơn số khoảng cách là một đơn vị. Chính xác. Vậy thì nếu như biết số khoảng cách, biết có 3 khoảng cách, chúng ta sẽ tìm được số cây. Còn nếu biết số cây, ta sẽ tìm được số khoảng cách. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta có thêm một công thức nữa là cái số khoảng cách này. Cái số khoảng cách này nó có liên quan gì đến cái tổng khoảng cách của hai số đầu tiên, của hai số đang xét? Đó, tổng khoảng cách nào? Tổng khoảng cách. Tổng khoảng cách của hai số đang xét nó chính là bằng hiệu của hai số ấy. Bằng cái gì nhỉ? Bằng gì? Bằng số khoảng cách nhân với gì? Mỗi khoảng cách. Đúng không? Số khoảng cách nhân với mỗi khoảng cách. Đấy, mỗi khoảng cách. Thế thì dựa vào cái bài toán trồng cây tổng quát này chúng ta xét này, ta thấy là từ 2 đến 5, từ 2 đến 5 ta tìm được cái hiệu của nó là 3. Đúng không nào? Từ 2 đến 5, 5 trừ 2 bằng 3. Vậy hiệu của hai số là 3. Mà mỗi khoảng cách là một đơn vị, cho nên ta có 3 khoảng cách. Đúng không? Mỗi khoảng cách là một đơn vị, vậy ta có 3 khoảng cách. Mà nếu có 3 khoảng cách, nếu có 3 khoảng cách thì có hai cây thôi. Suy ra có hai số đứng ở giữa. Đấy. Ô, bạn nào đang hơi ồn, bạn Nghĩa tắt mic đi. Bây giờ ngược lại một chút. Nha, ta ngược lại. Nếu như bài toán cho chúng ta là ở giữa hai số nào đó có hai số tự nhiên khác. Nếu ta biết là ở giữa hai số đó nào đó có hai số tự nhiên khác thì ta suy ra nó sẽ có 3 khoảng cách. Mà mỗi khoảng cách bằng 1 thì tổng khoảng cách của nó sẽ là 3 nhân 1 bằng 3. Và đây chính là hiệu của hai số. Đấy. Thế từ đây chúng ta có một cái quy luật mối quan hệ giữa hiệu, giữa số, số đứng ở giữa, giữa số khoảng cách. Đấy. Nó có cái mối quan hệ như thế. Là nếu như ta biết hiệu của hai số, chúng ta sẽ tính được số khoảng cách, và từ số khoảng cách ta tính được số ở giữa, số số đứng ở giữa. Còn nếu biết được số số đứng ở giữa, chúng ta tìm được số khoảng cách và từ đó ta tìm được hiệu của chúng. Đấy. Đấy là hai cái mối quan hệ, hai cái chiều hướng mà chúng ta xét. Cái này ấy là mình cần có cái phương pháp tư duy, chứ nếu mà không hiểu ấy là mình sẽ cảm thấy nó hơi khó để vận dụng vào một số bài toán. Thế thì bây giờ thầy sẽ cho con những cái bài thực hành nhé. Những bài thực hành sau đây sẽ giúp các con hiểu rõ hơn về cái bài toán này. Sau đây thầy mời các con làm cho thầy bài thực hành. Lúc nãy là ta có bài thực hành 2 thì bây giờ là bài thực hành có như là bài thực hành 1 nhé.
À, nãy ta có bài thực hành 1, bây giờ là bài thực hành 2. Bạn nhìn thấy chưa đề bài chưa? Các bạn nhìn thấy đề bài chưa? Rồi thầy mời các con trả lời câu hỏi nào. Giữa hai số tự nhiên dưới đây có bao nhiêu khoảng cách? Có bao nhiêu số tự nhiên khác? Câu A và câu B, các bạn hãy comment cái kết quả của mình. Mời các con. Thầy nhận được câu trả lời của bạn Phạm Sơn Tùng cho câu A. Làm cả hai luôn à? Làm cả hai không? À, các con làm cả hai câu. Bạn nào đang mở mic, các con tắt mic đi. Thầy nhận được kết quả của bạn của các bạn sau đây chính xác. Thứ nhất là bạn Phạm Sơn Tùng, chính xác. Bạn Nhật An. Bạn nào đang mở mic đấy, tắt mic đi. Bạn Ngọc Thành à? Tắt mic đi con. Bạn Nhật An chính xác. Bạn Phúc Nguyên chính xác. Phúc Nguyên thiếu đáp số nhé. Bạn và câu đấy là thầy đang nói câu A trước nhé. Bạn là Hà An chính xác. À, Hà An lại khoảng cách câu A câu B. Nó hơi lộn nhỉ. Như vậy là câu A bạn Hà An chính xác, bạn Phạm Nguyên Trương chưa đúng. Bạn Phan Khang đúng rồi, bạn Hoàng Long đúng rồi. Câu B thì bạn Hoàng Long chính xác, bạn Phạm Nguyên Trương chính xác, bạn Hà An đúng, Nhật An, Phạm Sơn Tùng, Hoa Tạng chính xác. Đây chính là cái bài toán lúc nãy đúng không? Giữa 10 và 100. Đấy. Đấy, 10 và 100 đâu rồi? À, chưa có. Chưa có. Là vì lúc nãy mình xét từ 2 đến 100. Bây giờ ta xét thêm thôi. 10 và 100. 100. Thì người ta hỏi là có bao nhiêu? À, thầy tắt cái xe đi. Giữa 10 và 100, người ta hỏi chúng ta là có bao nhiêu khoảng cách? Có bao nhiêu khoảng cách? Đây, khoảng cách. Và tức là có bao nhiêu khoảng cách và có bao nhiêu số đứng ở giữa? Thế thì để tính được số đứng ở giữa và số khoảng cách, ta phải tìm xem hiệu của nó là bao nhiêu. Đấy. Từ hai cái này này, chúng ta đi tìm hiệu của nó, lấy 100
trừ đi 10 ta được là hiệu bằng 90. Mà hiệu bằng 90 tức là khoảng cách giữa hai số bằng 90. Mỗi khoảng cách bằng 1 nên có 90 chia 1 bằng 90 khoảng cách. 90 khoảng cách. Mà 90 khoảng cách thì chúng ta sẽ có 89 số đứng ở giữa. Đấy, đấy là 90 trừ đi 1 bằng 89 số đứng ở giữa. Nhớ nhá. Đấy là tên em là đúng rồi, sao thầy không đọc tên em? À, bạn Nghĩa đúng rồi, bạn Tuấn Kiệt đúng rồi, bạn Phương Thảo chính xác, bạn Hà An chính xác, Khoa Tạ chính xác câu B. Rất tốt. Còn ai nữa thầy không chưa đọc tên không? Em ạ. À. Em ạ. Bạn Thái Dương thầy chưa nhận được hay là con đang gửi cho ai? Câu B nhé. Thì mình có từ 201 đến 418. 201 đến 418. 201 đến 418. Muốn đi tìm xem có bao nhiêu khoảng cách và bao nhiêu số ở giữa thì chúng ta phải đi tìm hiệu của chúng. Ta lấy hiệu 418 trừ 201 được 217. 217. Như vậy là có 217 là hiệu, đúng không? Mà mỗi khoảng cách là 1 cho nên có 217 khoảng cách. Đấy, chính xác. Và số ở giữa sẽ là 216 số ở giữa. Đơn giản như vậy thôi. À, với các bài toán như thế này thì đấy, các con đã con chưa chính xác. Bạn Hà Phương chính xác, rất tốt. Đấy, thế thì cái bài này thì nó đơn giản. Bây giờ thầy sẽ cho các con một cái đề bài mà khác một chút xíu. Mình cần phải vận dụng phương pháp tư duy này, nhà phương pháp tư duy này kết hợp với phương pháp tư duy với của bài toán trồng cây để giải cho thầy cái bài này. Có lẽ cái bài này thì thầy sẽ viết lên bảng đi để chúng ta cùng giải cho nó nhanh nhé. Bài thực hành 3. Thực hành 3 này. À, em hãy cho biết giữa hai số chẵn dưới đây nha. Số chẵn thứ nhất. Chẵn 1. Số chẵn 2. Đây là giữa hai số chẵn dưới đây. Có bao nhiêu khoảng cách? Chấm hỏi khoảng cách nha, có bao nhiêu khoảng cách? Và có bao nhiêu số chẵn khác? Đấy. Và bao nhiêu chấm hỏi số chẵn khác? Số chẵn khác. Chúng ta hiểu câu hỏi nhá. Giữa hai số chẵn dưới đây có bao nhiêu khoảng cách? Đấy, và bao nhiêu số chẵn khác? Nó tương tự như cái kia, giữa hai số dưới đây có bao nhiêu khoảng cách và bao nhiêu số đứng ở giữa? Đúng không? Bây giờ ta sẽ xếp hai số chẵn đầu tiên là 2 và 4. Nào, bây giờ các bạn hãy suy nghĩ cho thầy nào. Giữa 2 và 4 có bao nhiêu khoảng cách? Có 2 khoảng cách. Để có 2 khoảng cách. Và có bao nhiêu số chẵn đứng ở giữa, số chẵn nữa? Có 0. À, thế ta chỉ xếp những số chẵn thôi. Số chẵn này. Thế ra câu hỏi này thì nó hơi thầy nhớ ra là câu hỏi này nó phải bổ sung thêm là chúng ta chỉ xét những cái số chẵn thôi. Số chẵn. Đấy. Chúng ta không xét đến những cái số lẻ. Thế thì giữa 2 và 4 đây là hai số chẵn và không có số chẵn nào ở giữa. Đúng không? Không có số chẵn nào ở giữa cả. Không có số chẵn nào ở giữa cả. Và nó có một khoảng cách. Đấy. Bây giờ chúng ta tiếp tục với hai số chẵn khác là 2 và 6 thì sao? 2 và 6 thì nó có một số chẵn ở giữa. Hai khoảng cách. Đúng không? À, giữa 2 và 4 thì không có khoảng cách nào này. Giữa 2 và 6 thì có một số chẵn ở giữa, đây chính là 4. Đúng không? Và nó có gì? Có hai khoảng cách. Như vậy nó có hai khoảng cách và có một số chẵn ở giữa.
Dựa vào cái gì mà chúng ta tính được là có hai khoảng cách và dựa vào số chẵn ở giữa đây? Dựa vào cái gì? À, dựa gì? Bây giờ thầy hỏi các con là vậy thì cái số giữa 2 và 1.000 và 1.000 thì có bao nhiêu khoảng cách? Nào, bao nhiêu khoảng cách nhỉ? Và bao nhiêu số chẵn ở giữa nào? Bao nhiêu khoảng cách? 998 khoảng cách. 998 cửa. Để xem lại nhé. Nếu từ 2 đến 4, 2 và 4 thì có một khoảng cách thôi. Có chỉ và không có số chẵn nào ở giữa. 199. Vì sao lại là 499 à Hà Phương? Nên thầy lại lấy số 1.000 trừ đi số 2, sau đó chia cho 2. Tại sao lại là chia cho 2? Bởi vì khoảng cách giữa mỗi số chẵn là một đơn vị. À, khoảng cách là 2 chứ. Khoảng cách giữa hai số chẵn là hai đơn vị. Nên nếu con lấy số lớn trừ số bé, ta được tổng khoảng cách giữa hai số. Tổng khoảng cách giữa hai số. Nhưng mỗi khoảng cách bằng 2, đúng không? Cho nên ấy là chúng ta có 1.000 trừ 2 bằng 998. Đây là hiệu của chúng. Hiệu của chúng. Đấy, hiệu của chúng. Nhưng cái hiệu này chính là khoảng cách giữa hai số. Nhưng mỗi khoảng cách là bằng 2. Đúng không? Mỗi khoảng cách bằng 2. Thế thì khi đó số khoảng cách sẽ là 998 chia cho 2. Đúng nào? Bằng 499 khoảng cách. Đúng không? Vậy thì có bao nhiêu cái số chẵn đứng ở giữa đây? Nếu có 499 khoảng cách thì có bao nhiêu số chẵn đứng ở giữa? Có 497 khoảng cách. Có đúng không? Bao nhiêu? Thì 498 chứ không phải 497, trừ đi 1 mà. Các bạn hiểu chưa nào? Đây nhá. Thế bây giờ ta có này. À, chắc thế thì thầy phải nói lại cái bài toán trồng cây thôi. Đây là số 2 nhá, đây số 2 này. Đây là số 1.000. Đây là số 1.000. Trên quãng đường từ số 2 đến số 1.000 này. Đấy, chúng ta sẽ trồng các khối chẵn có tên là cây 4, cây 6, cây 8, cây 10. Vân vân. Ở trước số 1.000 thì có một cây là cây 998. Đấy, đây là cây. Và với cách trồng này thì ta không trồng hai đầu. Đúng không? Khoảng cách từ số từ 2 cho đến 1.000, khoảng cách của quãng đường này, cái quãng đường từ 2 đến 1.000 chính là bằng 1.000 trừ đi 2 bằng 998 khoảng cách. Mà mỗi khoảng cách giữa các số chẵn thì đều bằng 2. Đúng không? Đều bằng 2, vân vân. Cho nên chúng ta sẽ có là 998 chia cho 2 bằng 499 khoảng cách. Bởi vì mỗi khoảng cách bằng 2. Và nếu có 499 khoảng cách này thì số cây ít hơn số khoảng cách là 1. Cho nên có 499 trừ 1 bằng 498, số ở giữa hay là cây. Các con đã hiểu chưa? Đấy là bài toán trồng cây. Thế còn nếu mà theo quy luật này thì chúng ta có thể thấy là a, nếu ta lấy hiệu, ta lấy hiệu nhá, 4 trừ đi 2 thì ta được một khoảng cách. Nếu ta lấy 6 trừ đi 4 thì được hai khoảng cách. Vậy thì ta lấy 1.000 trừ đi 2 chúng ta sẽ được bao nhiêu khoảng cách? Ta chia cho 2. Đúng không? Đấy, có bao nhiêu khoảng cách? Đấy. Và từ đó trừ đi 1 ta được số chẵn ở giữa. Cái bài này thì nó hơi có vẻ như các con hơi quên mất cái bài toán trồng cây rồi sao nhỉ? Có quên cái này không? À các con? Không quên à? Thầy hy vọng là các bạn sẽ không quên các cái bài toán này.
Vì bài toán trồng cây là một trong bài toán mà mình cần phải nhớ đấy, cần phải vận dụng nhiều đấy. Chỉ khó nhớ thôi chứ không quên thầy. À, nhớ chứ không quên đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ có một cái bài tập vận dụng cái điều này. À, thầy sẽ có một cái bài tập, bổ sung thêm nhé. Bài thực hành 4 sau đây. Bài thực hành 4 sau đây. À, chắc là thầy sẽ viết lên bảng. Sau đó thì, bởi vì là nếu chia sẻ tài liệu kia thầy sợ đến tí nữa nó lại có trục trặc một chút thì lại rất là dở. Bài thực hành 4 các con hãy chú ý như thế này nha. Câu A này, thầy hỏi các con là ở giữa hai số ở giữa hai số có 350 số tự nhiên khác. Số tự nhiên khác. Ủa? Hình này đã giải rồi. À, hả? Đấy, người ta cho cái này. Bây giờ các con phải tìm hiệu của hai số đó. Đấy, các bạn thử là tìm nhanh cho thầy xem nào. Ở giữa hai số thì có 350 số tự nhiên khác. Bây giờ ta phải tìm hiệu của hai số đó. 351. Bao nhiêu? 3 hiệu bằng 351 thầy. Vì sao con biết là 351? Bởi vì hiệu khoảng cách của nó bằng hiệu. Bởi vì hiệu hơn các số tự nhiên khác. Nếu có 350 số tự nhiên khác nhá, tức là có 350 cái cây đúng không, cái cây thì chúng ta có bao nhiêu khoảng cách đây, bao nhiêu? 350 cộng 1 bằng 351. Khoảng cách đây không trồng hai đầu mà đúng không, thì số khoảng cách sẽ nhiều hơn số cây là 1. 351 khoảng cách, mà mỗi khoảng cách của ta bằng 1. Đây là 1, mỗi khoảng cách bằng 1, cho nên tổng khoảng cách bằng 351 nhân 1 bằng 351. Đây chính là hiệu của hai số chính là bằng tổng khoảng cách. Bây giờ thầy có cái câu B tương tự như thế nhá, là ở giữa hai số chẵn, ví dụ như là có 100 số tự nhiên khác, à 100 số chẵn khác thì hiệu của chúng bằng bao nhiêu? Hiệu của hai số đó bằng bao nhiêu? Nào các con hãy làm đi. Ở giữa hai số chẵn có 100 số chẵn khác. Giữa hai số chẵn này có 100 số chẵn khác thì hiệu của chúng bằng bao nhiêu? Bằng 200. Bằng bao nhiêu? Bằng 201 đúng không thầy? À, hãy comment cho thầy kết quả nào. Hiệu của hai số đó bằng bao nhiêu? Mình sẽ chờ kết quả comment của các bạn nhé. Theo comment kết quả. Chỉ
Hãy đọc kết quả của một số bạn thì thấy là có chỉ có bạn Nhật An là chính xác. Hiệu của hai số là bao nhiêu? Cái này có lẽ là chúng ta phải tư duy lại với bài toán trồng cây rồi. Tận 100. Thầy sẽ vẽ một cái sơ đồ để các con hình dung được bài toán trồng cây của chúng ta nhé. Giữa hai số chẵn, đây là cái số chẵn đầu tiên của ta này. Số chẵn 1 này. Đây là số chẵn thứ 2 này. Đây là hai số chẵn. Thì giữa hai con đường này, cái con đường giữa hai cái số chẵn này, nó có 100 số chẵn khác. Đấy. Chúng ta sẽ coi mỗi một cái số chẵn đó là một cái cây đi. Đấy, đây là cây nữa. Cây thứ 3, cây thứ 4, vân vân. Đấy, cây gần cuối. Thế thì ta sẽ có, đây chấm chấm vào đây đi. Chúng ta sẽ có tất cả là 100 cái cây như thế này. Đây là cây số 1 nhá. Cây số 1, cây số 1, cây số 2, cây số 3, cây số 4, cây số 5. Vân à, cây số chấm chấm chấm, tức là 100 cây thì đây là cây số 100. Có 100 cái cây. Nào, bây giờ chúng ta hãy tìm cho thầy xem hiệu của hai số chẵn này bằng bao nhiêu. Các bạn hiểu câu hỏi chưa? Hiệu của hai số chẵn này bằng bao nhiêu? Cái hiệu của hai số nó chính là bằng tổng khoảng cách. Tổng khoảng cách. Đấy, bằng bao nhiêu? Các bạn tắt mic đi Phúc Nguyên. Alo. Phúc Nguyên tắt mic khẩn trương. Thầy cho thêm các con gợi ý thêm một chút nữa, đấy là khoảng cách giữa các số chẵn bằng 2, 2, vân vân nhá. Khoảng cách giữa các số chẵn bằng 2. Thế thì hiệu của hai số, tức là bằng tổng khoảng cách của hai số bằng bao nhiêu? Bạn Phan Khang chính xác. À. Vũ Hà Phương chính xác. Chúng ta muốn đi tìm cái hiệu của hai số này này. Cái hiệu này nó chính là bằng tổng cái khoảng cách. Đấy, các cái này cộng lại. Đúng không? Thì được có khoảng cách từ số thứ nhất đến số thứ hai. Mà muốn xem là hiệu đó hay là khoảng cách, tổng khoảng cách này nó bằng bao nhiêu, thì ta phải tìm xem là có bao nhiêu khoảng cách. Đúng không? Mà muốn biết có bao nhiêu khoảng cách thì ta phải dựa vào có bao nhiêu cái cây này. Khi chúng ta có 100 cây, trong trường hợp của ta là không trồng hai đầu, thì các bạn sẽ tính cho được có bao nhiêu khoảng cách nào. Bao nhiêu khoảng cách các con? Thầy sẽ hỏi bạn là Tuấn Kiệt nào, bao nhiêu khoảng cách đây? Nếu ta có 100 cây thì ta có bao nhiêu khoảng cách? Ở đây là 99 khoảng cách. Có đúng 99 khoảng cách không? Trường hợp này là trường hợp ông trồng hai đầu. Ông trồng hai đầu. Bây giờ gần như ta lại phải nhắc lại bài toán trồng cây thì dở rồi. À, bài toán trồng cây nó nói như này này nhá.
cái gì lớn hơn à? Ví dụ nhá, con không chồng hai đầu ấy. À, không chồng hai đầu thì giữa đây là hai đầu này. Nếu con có một cây thì có hai khoảng cách. Đấy không? Còn nếu không trồng hai đầu, nếu con trồng được hai cây thì con có mấy khoảng cách đấy? Ba khoảng cách. Vậy thì nếu 100 cây sẽ có bao nhiêu khoảng cách đây? Thảo Nguyên chưa à, và Tuấn Kiệt. Bao nhiêu khoảng cách nhỉ? 99 khoảng cách cả. Thầy nói lại nhé. Nếu một cây không trồng hai đầu thì ta có hai khoảng cách. Hai cây thì có ba khoảng cách. Vậy 100 cây thì có bao nhiêu khoảng cách? 101 ạ. 101 à. Thế mình cần ấy, là nhớ cái công thức hay là thực ra thì có thể không, các con không nhớ công thức. Thì khi mà không nhớ công thức thì con quay trở lại khảo sát những trường hợp cơ bản đơn giản nhé. Những trường hợp mà nó dễ nhìn đấy. À, một cây thì có hai khoảng cách. Đấy, không trồng hai đầu. Hai cây thì có ba khoảng cách. Vậy thì 100 cây sẽ có 101 khoảng cách. Đấy. Thế như vậy là ta có 101 cái số 2 thế này. Cứ thế. Thế thì tổng khoảng cách nó bằng bao nhiêu? 202. À, 101 nhân với 2 bằng 202. Đây là tổng khoảng cách. Mà tổng khoảng cách này đúng bằng hiệu của hai số, cho nên tổng khoảng cách của hai số bằng 202. Các con đã hiểu về phương pháp tư duy chưa? Hiểu chưa? Rồi. Rồi. Thế thì thầy cho các con thêm một cái bài nữa nhé, để tính lại nhé. Câu C. Câu C của ta này. Bây giờ thầy cho các con là xét, chỉ có xét các cái số lẻ thôi. Xét các số lẻ này. Xét các số lẻ. À thôi, cái này không cần phải xét các số lẻ. À, thầy hỏi là nếu ở giữa hai số lẻ, ở giữa hai số lẻ, tôi biết là có 499 số lẻ khác. Số lẻ khác. Thôi không cho 499. Thầy cho là 501 số lẻ khác. 501 số lẻ khác. Thì hiệu của chúng bằng bao nhiêu? Hiệu bằng bao nhiêu? Ở giữa hai số lẻ có 501 số lẻ khác. Hỏi hiệu của nó bằng bao nhiêu? Comment. À. Hà Phương, bạn à. Đây có kết quả của bạn Hà Phương, chính xác. Rất tốt. Bạn Nghĩa gần đúng thôi. À đâu, bạn Hà Phương, kết quả của bạn Hà Phương đây là, bạn Hà Phương chưa đúng chứ nhỉ? Thầy xin lỗi. Bạn Hà Phương xem lại nhé. Bạn Nghĩa chính xác, Hoàng Long chính xác, Hoa Tạng chính xác, bạn Hà An gần đúng, bạn Phan Khang chính xác, bạn Lê Ngọc Thành chưa đúng. Rồi, thầy gợi ý các con một chút nữa. Bây giờ ta quay trở lại, ta sắp xếp các cái này, các cái số này lên trên cái tia số này. Thì ở giữa hai số lẻ, ví dụ đây là cái số lẻ thứ nhất này mà ta đang xét nhé. Đây, đó là cái chấm thôi, không phải là cái cây. Thế còn đây là cái số lẻ thứ hai mà chúng ta đang xét. Ở trên con đường này, quả rồi thầy. Rồi, ở trên con đường này các con có 501 số lẻ khác.
Đấy. Như vậy ta có 501 số lẻ khác. Đây là số lẻ thứ nhất. Ta coi như đây là một cái cây. Đây là số lẻ thứ hai. Coi như đây là một cái cây. Đây là số lẻ thứ ba. Vân vân nha. Yeah. Đây là số lẻ thứ cuối cùng, tức là thứ 501. Để 501. Đấy. Còn trước đó là đương nhiên nó sẽ là số lẻ thứ 500, đúng không? 500. Và chúng ta có tất cả là 501 số lẻ. Số lẻ ở giữa. Ở giữa. Thế thì bây giờ chúng ta đi cần tìm hiệu của chúng bằng bao nhiêu? Hiệu của hai cái số phải số ban đầu đây này, số đã cho đây này. Và hiệu của hai số này chính là bằng tổng các khoảng cách. Cứ cộng các khoảng cách lại thì đúng bằng cái hiệu của hai số này. Mà mỗi khoảng cách giữa các số lẻ đều bằng 2, đúng không? Đều bằng 2. Vậy thì hiệu của hai số này bằng bao nhiêu, nó phụ thuộc vào có bao nhiêu số 2 như thế này. Tức là có bao nhiêu khoảng cách. Đấy. Thế thì 501 số lẻ ở giữa thì có bao nhiêu khoảng cách? Có bao nhiêu cái khoảng cách? Và từ số khoảng cách này thì các con tính được là tổng khoảng cách của nó bằng bao nhiêu? Đấy, tổng khoảng cách bằng bao nhiêu? Và tổng khoảng cách này chính bằng hiệu của hai số. Đấy là gợi ý nhá. Thầy xem tiếp cái đáp án, đáp số. Bạn là Hà An chưa đúng, Tuấn Kiệt chưa đúng, Ngọc Thành chưa đúng, Nhật An chính xác, Vũ Hà Phương chưa đúng. À, bạn Hà An đã có kết quả chính xác. Chúc mừng con. Bạn Phạm Sơn Tùng, kiểm tra lại cho thầy xem là có bao nhiêu khoảng cách. À, trả lời cho thầy từng câu hỏi một, có bao nhiêu khoảng cách? Rồi tổng khoảng cách của nó bằng bao nhiêu? Rồi sau đó nó chính là hiệu. Bạn Tuấn Kiệt chính xác. Bạn Thái Dương có kết quả chưa con? Bạn Thái Dương đâu rồi? Kết quả chưa? Bạn Lê Ngọc Thành chính xác. Thầy hỏi bạn Vũ Hà Phương nào, Hà Phương cho thầy biết nào, có 501 cây thì có bao nhiêu khoảng cách? 502. 500 bao nhiêu? 501 số lẻ ở giữa, tức là 501 cây, đúng không? 501 cái cây này thì số khoảng cách nó sẽ nhiều hơn 1, cho nên sẽ có 502 khoảng cách. Đấy. Đúng chưa? 501 cộng 1 bằng 502 khoảng cách. Mà như vậy tức là giữa hai cái số này nó có 501 cái số 2, cái khoảng cách 2 này. Mỗi khoảng cách bằng 2. Thế thì từ đó các con tính được tổng khoảng cách của hai số bằng bao nhiêu? 502 cái số 2 này. Thì tổng khoảng cách của nó bằng bao nhiêu? Tổng khoảng cách là 500.004. Tổng khoảng cách là gì? Tức là cộng các khoảng cách này lại với nhau để được khoảng cách từ cái số, từ cái đầu đường này đến cuối đường.
Các bạn đã hiểu được chưa? 503. Phải 503 nhỉ? Thầy nói lại nhá. Có 501 cái cây này. 501 cái cây. Thì sẽ có 502 cái khoảng cách này. Đúng không? Mà mỗi khoảng cách là bằng 2, tức là sẽ có 502 cái số 2 này. Vậy thì tổng khoảng cách cộng lại. Đấy, từ cái đầu đường này đến cái đầu đường này đến cuối đường là bao nhiêu? 1.004. Con làm thế nào? Con lấy số 2, nào đây? Tổng khoảng cách chính là bằng 502 nhân với 2 thì bằng 1.004. Đúng chưa? Thầy nói lại nhé. Có 501 cây thì sẽ có 501 cộng 1 bằng 502 khoảng cách này. Khoảng cách này. Đây là trường hợp trồng cây không đầu, không trồng cây hai đầu. Mà 502 khoảng cách, mỗi khoảng cách bằng 2 đơn vị. Cho nên 502 sẽ có tất cả 502 nhân 2 bằng 1.004. Và đây chính là khoảng cách từ đầu đường đến cuối đường trồng cây. Đúng không? Và nó chính là hiệu của hai số. Đấy, số lớn, số lẻ thứ hai trừ đi số lẻ thứ nhất. Đấy. Các bạn đã hiểu chưa? À, bây giờ chúng ta sẽ đi vận dụng cái bài toán này nhá. Chúng ta sẽ vận dụng bài toán này vào giải quyết một số bài toán thực tế. Thầy thấy hôm nay nó hơi nhanh thời gian nhỉ? Tập trung quá thì đương nhiên thời gian sẽ trôi nhanh thôi mà thầy. Thế à? Đây thầy mời các con làm cái bài sau đây. Án định tuyệt. Thầy sẽ chia sẻ màn hình nhé. Các bạn đừng điều khiển màn hình, đừng đề xuất điều khiển màn hình của thầy nhé. Nó đang bị trục trặc hệ thống gì đấy. Cho nên nếu mà đề xuất điều khiển là của thầy nó bị văng ra ngoài mất đấy. Và làm cho thầy bài thực hành 5. Ở bài này người ta yêu cầu tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 406, biết rằng giữa chúng có 5 số tự nhiên khác. Tôi hiểu ở đây. Thầy ơi, em comment rồi. Rồi, các con cứ comment đi. Để thầy kiểm tra. Thầy chờ các bạn một chút.
Thầy kiểm tra kết quả của các bạn nhé. Bạn Phan Khang chính xác. Bạn Vũ Hà Phương chính xác. Bạn Phạm Xuân Tùng gần đúng thôi. Ô, thế là có hai bạn thôi à? Bây giờ thầy sẽ gợi ý các bạn một chút về cái bài thực hành 5 này. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 406. Tổng bằng 406. Và dữ kiện thứ hai là biết rằng giữa hai số đó có 5 số tự nhiên khác. Nha. Cái dữ kiện thứ hai này chính là cái mà mình vừa mới học từ nãy đến giờ. Giữa hai số đó này có 5 số khác, 5 số tự nhiên khác. Bây giờ ta cần tìm hiểu xem cái dữ kiện thứ hai này nó cho chúng ta cái điều gì. Đúng không? Cho chúng ta điều gì? Thế thì muốn biết nó cho chúng ta cái điều gì? Ta sẽ thử vẽ cái sơ đồ xem nhá. Giữa hai cái số này nó có 5 số tự nhiên khác. 5 số tự nhiên. Đây là số đầu này. Khoảng cách thì một. Đây, ví dụ đây là số đầu này. À, một số các cái số ở giữa này thì thầy vẽ bằng một cái mực khác một tí nhỉ. Một cái màu khác đi. Đây là có 5 số đứng ở giữa, 1 2 3 4 5. Đấy. Và đây là số lớn cần tìm ấy. Thế thì ta chỉ cần ta xếp 5 cái số đứng giữa này. 5 số đứng giữa này. Bây ta tìm xem là vậy thì cái hiệu là có 5 số đứng ở giữa thì ta tìm được cái gì? Hiệu và khoảng cách. Chúng ta sẽ tìm được hiệu, đúng không? Từ chỗ này ta sẽ tìm được hiệu hay là khoảng cách của hai số đó. Và khi có hiệu có tổng, chúng ta kết hợp để giải bài toán tổng hiệu cơ bản, đúng chưa? Bây giờ ta tìm hiệu nhá. Chúng ta tìm hiệu 5 số ở giữa, 5 số ở giữa thì có bao nhiêu khoảng cách nhỉ? Thì có bao nhiêu khoảng cách? 4 khoảng cách. 4 á? Có 6 khoảng cách. À, 5 số đứng giữa này, 1 2 3 4 5 6, đếm được luôn. Đúng không? Như vậy có 6 khoảng cách, 5 cộng 1 bằng 6. Bằng 6 khoảng cách. Đây là trường hợp mà nếu ta coi ta trồng cây ở bên trong, tức là ở giữa hai số, không kể hai số đã cho, đấy, tức là ta không trồng hai đầu, thì số cây ít hơn số khoảng cách là 1. Đúng không? Đấy. Như vậy có 5 cây ở giữa thì sẽ có 6 khoảng cách. Mà mỗi khoảng cách bằng mấy nhỉ? Mỗi khoảng cách bằng 1. Đúng không? Vì đây là các số tự nhiên liên tiếp mà. Cho nên tổng khoảng cách sẽ là 6 x 1 bằng 6. Thế thôi. Vậy thì từ số đầu đến số cuối sẽ cách nhau là 6 đơn vị. Đúng không? Bây giờ ta đi giải bài toán tổng hiệu. Thế thôi. Là bài toán tổng tìm hai số biết tổng bằng 406 và hiệu bằng 6 là xong. Đấy, bây giờ các bạn sẽ giải cho thầy và comment cho thầy kết quả nào. À, thầy có kết quả bạn Nhật An chính xác, Phạm Sơn Tùng chính xác. À, Lê Ngọc Thành chính xác, Hà An chính xác.
được chưa? Thầy chữa bài này. Như thầy vừa nói lại một chút nhé, là khi mà có 5 số tự nhiên đứng ở giữa, ta coi như đây là 5 cái cây ở giữa mà không trồng hai đầu. Khi không trồng hai đầu mà có 5 cây thì sẽ có 5 cộng 1 bằng 6 cái khoảng cách này. 6 khoảng cách. Mỗi khoảng cách bằng 1. Cho nên số đầu và số cuối, hay là số bé và số lớn cách nhau là 6 x 1 bằng 6 đơn vị. Và bây giờ chúng ta đi áp dụng bài toán trồng cây thôi. Ta có tổng hai số bằng 406 và số lớn thì hơn số bé 6 đơn vị. Nếu bạn nào chưa thành thạo, chúng ta có thể dùng đến sơ đồ đoạn thẳng. Là số bé là một đoạn thẳng ngắn, số lớn là một đoạn thẳng dài hơn, đoạn thẳng dài hơn 6 đơn vị. Và tổng hai số là 406. Đấy. Đây là các cái đại lượng cần tìm, là số bé và số lớn. Chúng ta có hai hướng để giải bài này. Hướng thứ nhất là tìm số bé, và hướng thứ hai là tìm số lớn. Giả sử ta theo hướng thứ nhất, tìm số bé trước. Muốn đi tìm số bé trước thì ta đi tìm hai lần số bé. Ta lấy tổng hai đoạn thẳng, ta cắt đi đoạn thừa 6 thì chúng ta sẽ được hai đoạn bằng nhau, và đó chính là hai lần của số bé. Hai lần số bé là bằng 406 trừ đi 6 bằng 400. Bằng 400. Đây là hai lần số bé, cho nên số bé sẽ bằng 400 chia 2 bằng 200. Đúng không? Đây là số bé. Như vậy ta có một kết quả. Còn số lớn bằng bao nhiêu? Số lớn nó còn có hai cách để tìm. 200 cộng với 6 bằng 206. Đây là kết quả thứ hai. Còn nếu bạn nào thích có thể lấy tổng là 406 trừ đi số bé vừa tìm được là 200. Chúng ta cũng được là 206. Thế thì ở bài này nó chính là một bài toán kết hợp giữa bài toán tổng hiệu với bài toán về các số dãy số tự nhiên. Đúng không? Thế như vậy các con thấy nhá, là nếu như mà một bài toán tổng hiệu ấy, một bài toán tổng hiệu cơ bản thì các bạn cũng làm được. Thế nhưng nếu lồng ghép nó các yếu tố, các dữ kiện mà liên quan đến các số tự nhiên như thế này thì mình cần phải giải một bài toán phụ. Đó chính là bài toán phụ để tìm ra được cái hiệu của hai số. Đúng không? Tức là tìm được khoảng cách của hai số phải tìm. Tức là tìm được hiệu của hai số, rồi kết hợp với dữ kiện tổng đã cho để giải bài toán tổng hiệu. Thông thường thì tư duy, cái hướng tư duy cơ bản của ta là như vậy. Không chỉ bài toán này mà các cái dạng dữ kiện khác chúng ta cũng áp dụng cùng phương pháp tư duy tương tự như trên. Hôm nay thầy thấy là một số bạn tương tác hơi ít. Có phải là do live stream mà ngại không? Hả? Chắc là bài khó. Tương tác hơi ít. Bài khó ấy hả? Thế à? Thứ nhất là bài khó, thứ hai là đang live. Thế thì thầy mong như thế này, nếu như bài khó ấy, thì các con có thể xem lại cái bài giảng nhá. Và chúng ta hiểu sâu cho thầy, hiểu cặn kẽ về cái cách tư duy để tìm hiệu của hai số trong trường hợp mà mình biết được là có bao nhiêu số đứng ở giữa. Đấy. Và vận dụng nó để giải quyết cho thầy các cái bài tập. Thì thầy sẽ gửi cho con cái bài tập sau. Buổi học của chúng ta thì có lẽ là sẽ dừng ở đây. Và để các bạn có thể có những cái câu hỏi để thầy sẽ trả lời cho các bạn. Nào, các bạn nào có hỏi gì không? Em chào thầy, con không thích. Thế này thầy. Em chào thầy. Nếu bạn nào không hỏi gì thì các con có thể có thể thoát. Thầy đăng cái video chữa bài tập lên Google Classroom mà thầy. Thầy sẽ đăng bài lên Classroom. Video. Sao con? Hóa Tạng nói gì con? Tương tác nghĩa sao thầy? Tương tác tức là
là giao tiếp với nhau ấy, bác hiểu không? Tương tác là mình giao tiếp với nhau, mình cái gì nhỉ, mình gọi là mình nói chuyện với nhau này, mình trao đổi với nhau. Con chưa biết cái từ đấy à? Còn ai nữa? Ai có ý kiến gì không? Sao hả Hoa Tạng? Hiện tại vì con không có hiểu tiếng Việt lắm. À, tương tác tiếng Anh là gì nhỉ? Interact. Interactive, interact, đúng rồi. Interact. Hình như đây là, có phải không nhỉ? Hình như thừa thừa lâu lâu thầy không biết cái từ này. Thầy biết là interactive là tính từ. Đấy. Tương tác với nhau. Tương tác qua lại với nhau. Nói chuyện, trao đổi, nhìn, bắt tay, đấy, thể hiện cơ ngôn ngữ cơ thể chẳng hạn như. Rồi thầy chào các bạn nhé. Chào thầy. Sau đây thì sau khi mà lớp 4 kết thúc thì vào lúc 10 giờ thì thầy kia sẽ mở lại cái live stream cho các bạn học sinh lớp 5. Đấy là tham gia học cùng với các bạn của lớp 5 nâng cao toán thầy Kiên ở cũng ở trên các ba kênh Facebook, TikTok và YouTube. Thì hẹn gặp lại, nếu như bạn nào mà có thời gian tham dự thì mời các bạn sẽ quay trở lại lúc khoảng lúc 9 giờ, trước 9 giờ một chút. À quên, lúc 10 giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở cái buổi livestream tiếp theo. Hoa Thạng có nói gì con? Dạ con có một câu hỏi nữa trên cái bài tập của mình đó. Thầy có bấm lộn là cái bài 1 là 455 đúng không thầy? Chứ không phải 456. Thế à? Dạ. Con gửi cho thầy cái thông tin nhé. À con gửi cho thầy cái đấy qua Zalo hoặc là trên Classroom nhé. Dạ. Để thầy kiểm tra nhé. Cũng có thể có những cái trường hợp thầy nhầm đấy nhé. Rồi, nếu mà con không hỏi gì thì thầy chào các con. Con chào thầy. Chào các con, chúc các con cuối tuần vui vẻ. Xin chào các bạn ở trên TikTok, Facebook và YouTube. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 10 giờ.